Hello cả nhà ơi, chào cả nhà, chào buổi sáng. And Happy New Year nha. Quang Dương đang còn ở Virginia. Quang Dương đang ở Washington DC, vô chợ trong khu Eden Center nè. Đó. Mà Eden Center. And cái khu Eden Center này, khu chợ Việt Nam này lớn lắm, rất là đông người. Quang Dương giờ vô đi kiếm chỗ đậu mà thấy đông người quá, đông xe quá, không biết có chỗ đậu hay không. Nhưng mà nói trong đây Eden lớn lắm, chợ trong đây lớn lắm, chợ Việt Nam nhiều lắm. Nè, có lá cờ mình nè, có lá cờ mình nữa kìa. Sài Gòn East nè, Eden, chợ Eden nè, siêu thị nè, Good Fortune nè. Thấy không? Parking đông quá cho người luôn. Bên kia là Sài Gòn West, đây là Sài Gòn East. Còn có nhiều tiệm như làng văn music, rồi tiệm đậu hũ, tiệm bánh mì, tiệm vàng, siêu thị lớn. Những cái tiệm lớn như có tiệm tóc trong đây, tiệm nail, có đủ hết. Giống như là một cái khu Chinatown ở trên Chicago hay là bên Cali, Texas hay gì đó. Có Kim Phước nữa kìa. Chào Eden Supermarket. Rồi có tiệm phở, phở quý, ầm lâm hết. Nói chung là nhiều tiệm lắm cả nhà. Trong đây có mấy tiệm phở nữa nè. Bây giờ là Quang Dân đi ra phía sau để mà kiếm chỗ đậu. Nghe nói phía sau mới có chỗ đậu. Hương Việt, cà phê Vi, nhiều quá ta. Chút nữa đậu xe xong rồi Quang Dương sẽ đi vòng vòng mấy cái tiệm, mấy cái chợ cho cả nhà thấy nha. Thấy không? Cả nhà thấy không? Đông người lắm, nhiều người lắm. Hải Ký Mì Gia, Hoa Viên, quán Hoa Viên, Kim Phước. Còn khúc bên East, khúc này khúc East, còn khúc kia khúc West nữa, nhiều nữa. Ok cả nhà, hẹn cả nhà một chút nữa quay tiếp nha, mình quay phim với chụp hình tiếp nha, khi nào mà Quang Dương rảnh. Ok. Bye all. Happy New Year cả nhà. Chúc cả nhà một năm mới được an lành, chung vui với người thân và sức khỏe dồi dào, mạnh giỏi, đặc biệt nhất là làm ăn tiến tới năm này thuận lợi nha. Mai cả nhà.